độ đèn như thế này sẽ không đăng kiểm được nữa rồi. Anh em lưu ý này. Đây, chiếc xe này là đã đỗ bi. À, mình bây giờ phải quay về nguyên bản để đi đăng kiểm này anh em. Quay về nguyên bản. Và bây giờ nha, mình cũng nghiên cứu nát đầu cái vụ mà chuẩn hóa của đăng kiểm. Không phải là đi gọi là kiểm định đôi bi nữa, mà người ta bắt là kiểm định cả cái quả đèn này. Nguyên khối như này thì mới được gọi là đăng kiểm. Thế thì giờ chỉ có một cách duy nhất nếu mà anh em tăng sáng đèn ấy, đó là độ đôi bi gầm. Đấy, nhưng khi mà đăng kiểm ấy thì anh em ngắt chế độ pha là ok. Còn trên này nhá thì anh em có thể thay đôi bóng led. Chứ về độ bi bây giờ là chịu rồi. Quá chịu luôn đây, hỏi anh Giai này. Này em hỏi. Đấy, quay được không? Anh Giai ơi, cái đèn nguyên bản này đi thì anh thấy nó nhìn được khoảng bao nhiêu mét? Chắc quanh thì 3 mét bẻ đôi anh. 3 mét bẻ đôi. Thế anh thấy đi như này có an toàn không? Nếu mà để cái đôi đèn halogen này. Nếu mà chắc đi khoảng 15 cây một giờ thì chắc là ok đi được ấy. Chứ nếu mà đi 80 chịu nhỉ? À đi 80 thì thôi, bịt mắt. Ngà cũng bịt mắt. Thế bây giờ anh đeo quả kính này là bao nhiêu độ? Em mới có 9 độ thôi. Mới có 9 độ, 9 độ trên 10. Đấy, nên là trường hợp này thì em nghĩ là để đôi bi gầm đi cũng đó, ok. Đúng rồi, đấy mới phải độ cái đôi bi gầm này, không thì chịu chết đấy, không nhìn gì. Thế là bây giờ anh đang cho về nguyên bản. Vâng. Thế đôi đèn kia bên làm nào? Đăng kiểm xong lại lắp lại. Chắc thôi, hoặc là thay đôi bóng led thôi. Thay đôi bóng led được. Đấy thì nó sẽ có hai trường hợp. Một là anh em lắp đôi bi gầm. Trường hợp thứ hai là anh em thay cái đôi bóng led vào đây này. Đấy, còn nếu mà anh em độ bi ấy, như anh Giai này, mua thêm một đôi đèn này nữa. Đấy, để trong cốp mỗi lần đã đăng kiểm xong lại đút cái đôi bi kia về. Đúng không anh? Đấy, đấy. Thôi thì bây giờ chấp nhận chuồng lợn, chuồng gà ở quê còn đèn led. Và bây giờ là cái đèn này là bây giờ là nếu bạn ít tiền thì bạn phải đi cái đôi đèn halogen. Còn nếu bạn có tiền thì bạn đổi xe. Như vậy cũng là một cách kích cầu để anh em bán được nhiều xe. Cảm ơn anh Giai.